Thưa quý vị khán giả, người khuyết tật nặng gặp rất nhiều rào cản trong việc tham gia xã hội bình đẳng như mọi người. Ngoài một số ít có thể sống độc lập trong cộng đồng, thì nhìn chung phụ thuộc vào chăm sóc y tế xã hội và người chăm sóc tại gia đình. Tại Việt Nam, ngành phục hồi chức năng tuy đã được quan tâm đầu tư, nhưng số lượng các chương trình đào tạo và số lượng chuyên gia về các chuyên ngành phục hồi chức năng còn rất hạn chế và hoàn toàn không đủ để đáp ứng nhu cầu của xã hội. Nắm được những khó khăn đó, Tổ chức Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID đã có những hỗ trợ Tây Ninh thành lập và nâng cao năng lực cho các đơn vị phục hồi chức năng và các phòng điều trị hoạt động trị liệu để cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng đa ngành thông qua Hội trợ giúp người khuyết tật Việt Nam. Đến nay, rất nhiều người khuyết tật nặng và gia đình chưa được tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ tại cộng đồng. Hầu hết người chăm sóc phải tự xoay sở với người khuyết tật nặng, nhưng lại thiếu những kỹ năng chăm sóc cần thiết để chăm sóc người khuyết tật tại nhà. Việc thiếu các kỹ năng chăm sóc tại nhà cho người khuyết tật không những ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống, mà còn ảnh hưởng đến gia đình người khuyết tật. Trong 5 năm qua, dự án DiPress đã hỗ trợ Tây Ninh xây dựng và nâng cao năng lực mạng lưới dịch vụ phục hồi. Hiện nay, gần 100% các bệnh viện tuyến tỉnh và các trung tâm y tế huyện đã có đơn vị khoa ghép phục hồi chức năng, có trang thiết bị cần thiết và cán bộ chuyên môn được đào tạo về phục hồi chức năng. Những hỗ trợ từ dự án đã góp phần giúp nguồn nhân lực phục hồi chức năng tại Tây Ninh tăng 750%, dịch vụ phục hồi chức năng tăng từ 60 đến 78%. Và bảo hiểm y tế chi trả cho các dịch vụ phục hồi chức năng cũng đã tăng lên đáng kể. Dân đại diện cho Tổ chức Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, tôi hiểu rằng những dịch vụ hỗ trợ này rất quan trọng đối với người dân Việt Nam. Trong suốt 30 năm qua, Tổ chức Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ đã tập trung hỗ trợ các tỉnh như một phần trong chương trình phục hồi sau chiến tranh để trợ giúp người khuyết tật tại Việt Nam. Chúng tôi đang cố gắng thực hiện chương trình này để giúp người khuyết tật tiếp cận được với các dịch vụ y tế tại địa phương. Bởi vì tôi hiểu rằng có rất nhiều người bệnh, người khuyết tật và khiếm khuyết về mặt di chuyển không thể tiếp cận được với các cơ sở y tế tại địa phương. Vì thế, tôi thực sự mong rằng những lợi ích mà dự án mang lại có thể giúp người khuyết tật tại các huyện thị trực thuộc 3 tỉnh tiếp cận được với các dịch vụ y tế sẵn có. Hỗ trợ bao gồm đào tạo nhân lực phục hồi chức năng, cung cấp bổ sung các trang thiết bị cơ bản và đào tạo liên tục, hỗ trợ kỹ thuật với mục đích xây dựng năng lực cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng đa ngành, vật lý trị liệu, hoạt động trị liệu và âm ngữ trị liệu. Dự án cũng sẽ hỗ trợ thành lập phòng thực hành về hoạt động trị liệu, ưu tiên cho các bệnh viện, trung tâm y tế có nhiều nhu cầu về hoạt động trị liệu và có đủ nhân lực được đào tạo về hoạt động trị liệu. Khi mà được hội bảo trợ người khuyết tật người Việt Nam hỗ trợ đào tạo về nhân lực cũng như là trang thiết bị thì đã giúp ích rất là nhiều trong việc điều trị chuyên về vật lý trị liệu cũng như phục hồi chức năng cho người dân của huyện mình tại đây. Từ khi hoạt động đến bây giờ thì hiệu quả đem đến cho người bệnh rất là cao. Bên cạnh việc chăm sóc sức khỏe bằng thuốc thì khoa hiện tại mỗi ngày tiếp nhận khoảng từ 40 cho tới gần 100 bệnh nhân. Trong đó riêng cái phòng vật lý trị liệu thì khoảng từ 15 cho tới 40 bệnh nhân một ngày. Kỹ thuật chuyên môn thì trong ngành vật lý trị liệu phục hồi chức năng thì gần như là đầy đủ hết. Ví dụ các cái trang thiết bị máy móc thì mình có máy sóng ngắn, siêu âm điều trị, laser điều trị, máy kéo giãn cột sống cổ, cột sống thắt lưng, máy nén ép điều trị bằng paraffin, hồng ngoại. Ngoài ra còn kết hợp với châm cứu, điện châm để điều trị cho bệnh nhân, đặc biệt là các cái bệnh lý về đau, yếu, liệt. Với việc thành lập các đơn vị phục hồi chức năng không chỉ giúp các trung tâm y tế có thêm các dịch vụ kỹ thuật mà còn giúp người khuyết tật các bệnh nhân cần phục hồi chức năng được thụ hưởng nhiều tiện ích trong điều trị, nhất là cắt giảm chi phí và công sức đi lại. Cô bị đau thắt lưng, thì cái tay này dư lên không được. Mà cô điều trị nay lần này là được cô mới 7 ngày thì cái hết rồi cô điều trị tiếp nay được 3 ngày nữa. Nhưng mà tay cô nay giảm nhiều lắm. Lưng nay cũng giảm nhiều. Ông cô khoa đây là mình phải đi ra ngoài tỉnh rất là xa. Nhưng mà ở đây cũng coi như là máy móc rất là đầy đủ. Cho nên mình nằm như thay mình xôi tay rồi mình nằm may lưng rồi kéo cổ.
Rồi keo lưng là coi như nói chung là rất hiện đại, coi như là bác sĩ vị trí ở đây rất tận tình, coi như người ta hướng dẫn cho mình nằm rồi coi như cách nó là rất là tận tình vì nhân vì bệnh nhân. Cho đến nay, dự án đã đào tạo được 31 bác sĩ định hướng phục hồi chức năng, 43 kỹ thuật viên phục hồi chức năng và 98 cán bộ chuyên trách phục hồi chức năng tuyến xã tại Tây Ninh. Ngoài các khóa đào tạo trên, các chuyên gia phục hồi chức năng của Hội Trợ giúp người khuyết tật Việt Nam sẽ hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo và hướng dẫn thực hành để nâng cao năng lực dịch vụ phục hồi chức năng đa ngành tại các đơn vị phục hồi chức năng. Ngoài ra, dự án sẽ hỗ trợ đào tạo bác sĩ chuyên khoa 1 về phục hồi chức năng cho các bệnh viện trong tỉnh, nhằm tạo nguồn nhân lực phục hồi chức năng có chất lượng tại địa phương. Được sự quan tâm của lãnh đạo Sở Y tế cũng như là tổ chức của VNH thì chúng tôi rất là ưu ái. Nói chung là khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng chúng tôi là hiện nay là được 3 cán bộ tham dự cái lớp định hướng này về cái đại học, cái trình độ đại học. Còn riêng cái cán bộ trung cấp để tham dự lớp thì chúng tôi đã rải đều được 11 trên 11 trạm y tế xã thị trấn đều được có cán bộ đào tạo theo cái chương trình phục hồi chức năng mà của được cái tổ chức VNH tài trợ. Thì theo cái kế hoạch định hướng của chúng tôi á, thì hiện nay chúng tôi đã được nới rộng cái khoa phục hồi chức năng, trang bị một số cái dụng cụ máy tập cũng như bàn tập trong cái vấn đề mà hướng dẫn chăm sóc cho người khuyết tật ở địa phương. Thì nhìn chung là trước đây á, thì cái cơ sở nó rất là ọc ẹp. Tuy nhiên được cái góp ý của Sở Y tế thì ban giám đốc đơn vị đã tạo điều kiện nới rộng cái khuôn viên của phòng tập ra, thì chúng tôi hiện tại là đảm bảo được cơ bản cho luyện tập hướng dẫn những người đến khám điều trị nội trú cũng như ngoại trú tại đơn vị chúng tôi và hướng dẫn cho các trạm y tế xã thị trấn. Không chỉ hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhân tại cơ sở, trung tâm y tế, mà đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên sau đào tạo còn thực hiện khám lâm sàng, điều trị theo dõi và thăm khám hỗ trợ người khuyết tật tại nhà. Hoạt động trị liệu tại nhà sẽ sử dụng một phần môi trường sống thực tế của người dân để bệnh nhân có thể dễ dàng thực hiện, thực hành các hoạt động sống hàng ngày như nấu ăn, thay quần áo, tắm rửa, làm các công việc trong nhà, vân vân. Từ đó giúp họ cải thiện khả năng, kỹ năng cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày và hòa nhập cộng đồng. Trường hợp bà Lê Thị Kính, ngụ tại xã Suối Đá, huyện Chí Minh Châu, sau tai nạn sinh hoạt tại nhà vào năm 2021, bà bị chấn thương cổ tủy, phải nằm liệt giường. Gia đình lại có nhiều khó khăn, nhất là trong việc di chuyển bệnh nhân mỗi khi đi điều trị bệnh. Sau khi nắm được thông tin về bệnh nhân, Trung tâm Y tế huyện đã cử đội bác sĩ, kỹ thuật viên thực hiện theo dõi điều trị phục hồi chức năng cho bà Kính ngay tại nhà. Đến nay, sức khỏe của bệnh nhân đã có nhiều chuyển biến khả quan. Nói chung là từ hồi là bệnh viện Dương Minh Châu điều trị bắt nhanh bắt thầm thì nó cũng đỡ. Tại vì vợ là chú thì chú không đi làm, rồi là chăm sóc cô như vậy, rồi giờ là cứ tiền ra không đâu có thu nhập gì, hết sức vất vả. Đó thì từ khi mà điều trị ở bệnh viện là Dương Minh Châu nay chắc cũng gần 3 tháng hơn gì đó. Đó thì thấy nó cũng đỡ. Thấy là cô cũng dần dần phục hồi. Tay nay cũng mạnh nè. Rồi cô cũng có cảm giác nè. Giờ nó có cảm giác xuống tới cái chân rồi. Với mục tiêu phát triển bền vững, giúp người khuyết tật tại Tây Ninh được thụ hưởng thêm nhiều tiện ích, giúp họ có thể cải thiện cuộc sống. Trong thời gian 2020-2023, dự án sẽ phối hợp với các trường đại học y dược và đại học Hồng Bàng tổ chức các khóa đào tạo phục hồi chức năng ngắn hạn theo chứng chỉ cho đội ngũ y tế. Dự kiến sẽ có 500 đến 700 cán bộ y tế, xã hội, giáo dục, người chăm sóc và các cá nhân liên quan đến công tác người khuyết tật được tiếp tục đào tạo tập huấn, nâng cao năng lực trong điều trị phục hồi chức năng, trợ giúp chăm sóc cho người khuyết tật tại nhà tại cơ sở y tế tại Tây Ninh. Yeah, so at USAID, we're actually trying to achieve a balance between direct support to. Với tư cách đại diện của tổ chức cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ, chúng tôi cố gắng đạt được sự cân bằng giữa sự hỗ trợ trực tiếp cho gia đình cũng như cá nhân người khuyết tật, sau đó nâng cao tính bền vững của dự án.
Vì vậy, về phía dự án, chúng tôi không chỉ làm việc với nguồn nhân lực được đào tạo phục hồi chức năng đa ngành, mà còn nhìn vào khía cạnh chính sách hỗ trợ cho người khuyết tật tiếp cận tại cộng đồng. Và chúng tôi đang phối hợp với các tổ chức người khuyết tật để họ có thể tiếp cận được ở cấp độ địa phương và hưởng lợi từ các chính sách và luật của người khuyết tật. Mặt khác, chúng tôi cũng cố gắng hỗ trợ không chỉ các dịch vụ y tế mà còn các dịch vụ xã hội, đề cao tính bền vững với Sở Lao động Thương binh và Xã hội cùng với Sở Y tế và các cơ sở y tế địa phương. Tất cả các hoạt động trên nằm trong hoạt động tăng cường mà chúng tôi hy vọng có thể làm tốt nhất để nhấn mạnh tính bền vững của dự án và xây dựng khả năng cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho người khuyết tật dài hạn tại Việt Nam. Thưa quý vị khán giả, việc đưa khoa phục hồi chức năng vào trung tâm y tế huyện sẽ góp phần giảm tải cho bệnh viện trung tâm phục hồi chức năng các tuyến trên, đặc biệt giúp giảm chi phí thời gian đi lại của bệnh nhân và gia đình. Các hoạt động đào tạo và can thiệp tại địa phương ngay từ tuyến cơ sở sẽ chú trọng tới vấn đề bất bình đẳng giới và phân biệt đối xử trên cơ sở khuyết tật. Đây là một trong những mục tiêu hướng tới của dự án Direct, triển khai cung cấp các dịch vụ phục hồi chức năng chất lượng để giúp cho người khuyết tật tham gia tốt hơn vào xã hội. Chuyên mục Sức khỏe cho mọi người hôm nay đến đây xin được tạm dừng. Chuyên mục Sức khỏe cho mọi người được phát sóng vào lúc 16 giờ 50 phút các ngày Chủ nhật tuần thứ nhất và tuần thứ ba hàng tháng trên kênh TTV11 và trên các hạ tần số YouTube Fanpage và website chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục kỳ sau. Thân mến chào tạm biệt.